Thì bữa là mình dựng đi dựng sơ sơ cái phần khung của cái bếp, bây giờ tiếp tục là mình đi vào chi tiết hoàn thiện của cái bếp dưới luôn. Rồi bây giờ cái phần chân này á, cái phần chân chân đế của cái bếp á thì là gì, mình sẽ xài tăng đơn nhựa, cho nên là ở phần phía trước này là mình sẽ sử dụng cái miếng gỗ đó mình che đi. Đó thì mình sẽ mở cái công cụ này lên. Tạo cái miếng gỗ chiều cao của nó là 100 này. Chọn mấy cái miếng gỗ là 20 này ha. Đây là 100 này. Đấy. Sau đó scale này ra. Dùng đến adder scale ha. Scale vào đây. Đấy. Rồi. Rồi, bây giờ là gì? Mình sẽ cái phần sau này, ở cái phần phía ngoài phía sau này á thì mình sẽ scale này lên. Rồi, scale cái đống này lên. Cho nó bằng cái này. Đấy. Rồi. Mình tạm thời bảo ấn điền này ha. Đó. Thì có nghĩa là cái miếng đá của mình thì ở bên trong nó là 20 này. Bên này á, là mình sẽ xài cái kẹp đá, thì cái kẹp đá nó sẽ bắt vào đây. Nó sẽ bắt. Nó bắt vào đây á, là 20 này. Và cái miếng này á, là nó sẽ là miếng làm thêm. Đấy. Thì lúc mà nó cắt là nó sẽ gắn thêm vào đây. Còn khi mình vẽ thì là ở cái chỗ này nè, là nó nói vào như này, khi mà triển khai kỹ thuật á thì nó sẽ nói vào như vậy. Xóa này đi. Ở đây là mình ngầm hiểu ha. Có nghĩa là nó sẽ bắt chéo 45 độ. Nó bắt chéo 45 độ là mỗi miếng đều là 20 hết. Mỗi miếng đều là 20. Và cái miếng ở cái chỗ này nè, cái phần nhỏ chỗ này á, là cái miếng đó là cái miếng nó sẽ gộp thêm vào. Rồi. Bây giờ là mình sẽ cái mình đi chia cái khoảng hở đỡ mà móc cánh. Đấy. Thì ở đây á, là mình sẽ scale này xuống là 20 này. 20 ha, kéo này xuống. Dùng scale kéo xuống. Bấm phím K để cho nó hiện cái nét ấn lên. Phím K này nó bị lờn rồi. Phím K lần bà rồi. Nó bị lồng phím kem rồi. Giờ bắt đại thôi, giống thôi, chịu khó giống. Đó, kéo xuống này. Đấy, rồi sau đó gì? Xóa này đi. Rồi, lúc này gì? Đây là chính là cái khoan hở để mình móc móc cánh ra. Đấy. Rồi tạm thời mình sẽ ấn cái mặt đá đi. Mình sẽ ấn cái mặt đá đây này. Đó. Rồi để mà mình tránh cái miếng, tức là mình sẽ tránh cái khi mà mình hạ cái cốt của cái cánh này xuống á, để mà tránh khi mà mình mới cánh này nó đập vào trong cái này này, thì là gì, mình sẽ sử dụng một cái miếng chắn ngang. Cái miếng chắn ngang này mục đích nó sẽ có hai công dụng: một á, là vừa chắn cái cánh cửa, hai á, là đỡ nó giữ, tức là nó sẽ giữ cái thùng này cho nó cứng đó. Thì cái miếng này á, là mình sẽ nó chiều cao của nó sẽ là 70 này, và nó kích bắt vào đây, giống vào đây. Đấy. Rồi sau đó là gì? Mua xuống. Rồi. Mua xuống. Thì khi mà mình mua xuống rồi á, là ở chỗ này này, mình thấy là giữa cái thằng này với cái miếng trắng này là nó đang dính vào nhau này, thì bắt buộc là mình sẽ phải cắt cái miếng này đi. Cắt cái miếng này đi. Đó, thì mình sẽ ở đây mình sẽ dùng cái lệnh là rất tăng này. Bắt cái điểm này kéo xuống là mình nhập là 70 này, phẩy 20. Đó, rồi sau đó là mình sẽ xóa đi cái đống này đi. Đấy, mình xóa đây để cho mục đích là giữa lúc này á, là cái miếng này là cái vít nó sẽ bắn từ này, nó bắn vào cái thằng này. Rồi copy thằng này qua đây. Rồi, dán vào đây. Đấy. Đó. Rồi tiếp tục là
xóa này đi. Đó. Rồi, copy thằng này qua. Thả vào đây. Đấy. Rồi tiếp tục cũng sẽ làm tương tự như vậy. Đó. Rồi. Ở mấy cái thằng mình sẽ thằng này này, mình sẽ delete đi. Delete đi. Đó, thằng này mình cũng delete đi, tức là delete cái cũ đi á, mình giữ lại cái mới thôi. Rồi cái thằng này thì mình sẽ kéo này xuống là 20. Nó đang hở này. Cái này do cái này nó bị hở này, do mình lúc mình scale quá ấy. Nó bị mất đi khoảng tầm 1 ly á. Bàn phím này muốn hư rồi. Bị buồn. Không do cái do bàn phím nó hư, nó muốn lần bữa giờ rồi. Nó rồi chuẩn bị mua, nó rồi mua bàn phím mới. Dạ con khỉ, dạ con xương nè. Nói cho chuẩn bị mua bàn phím mới, bàn phím này nó lần hai phím rồi. Bàn phím này xài ký là của vợ mà. Bà sao? Xài ký hả? Áo, đồ. Bàn phím nào xưa đợt xài cái laptop cái này. Chứ bàn phím cũ anh nó cãi lộn đập mẹ còn cái nào đó. Không, phải không? Sao không phải? Okay. Anh mua hai cái mà nghĩ sao? Ai đen nào? Thì bên đen lắm. Ủa, vụ gì á? Ủa nó cũng chơi game này à? Phải. Hỏi ý là anh đang nói chuyện do thằng admin nó cũng chơi trong kia, anh đâu biết đâu. Anh đang hỏi chuyện mà. Hỏi thôi, tại vì nó đang hỏi mà, nó đang hỏi chuyện với anh mà. Ê. Rồi xong cái phần này rồi ha, rồi tiếp tục là gì, bắt đầu mình sẽ phát cái cánh đi. Rồi thì để mà khi mà mình lắp cái cánh này vào này, mình lắp cái miếng khung này, mình lắp cái thanh trắng này vào á, thì để mà muốn mở được cái cánh này á, thì bắt buộc là gì, mình phải vắt chéo 45 độ cái thằng này đi. Đó. Thì khi mà mình vắt chéo 45 độ á, là nó sẽ có hai trường hợp, tức là hai trường hợp mà nó ảnh hưởng tới cái cánh á. Thứ nhất là ở cái phần mà gọi là cái phần mối nối của cái tấm gỗ á, tức là gì, gỗ cái bề mặt của mình nó sẽ có hai loại, một là mình sơn, thì khi mà mình sơn á là mình vác 45 độ thì nó không vấn đề gì hết, tại vì khi mình sơn là mình sơn full hết toàn bộ luôn, là mình sơn tới 4 lớp lận, cho nên là nó sẽ không bị vấn đề là bị mối mọt này, rồi bị ngấm nước này. Đấy. Còn nếu như mà mình xài cái tấm phủ chẳng hạn, như nó phủ melamine chẳng hạn, hoặc là laminate đó, thì cái vấn đề mà ở cái nơi tiếp xúc của nó chẳng hạn như là đây, ở đây vào là 5 ly ha, này là 5 ly này. Đó, bên này xuống là 20 này. Rồi mình giống vào đây. Đó, rồi mình sẽ bút thằng này đi. Đấy. Thì cái nơi mà dạng như mấy cái góc của nó nè, chẳng hạn như trên cái bờ mặt này là cái góc nó tiếp, cái góc mà đỡ nó tiếp nối ở góc này, thằng này và đây, và ở cái chỗ căng ở dưới này nè, thì ở những chỗ này á, là khi mà mình dán keo á, thì cái thời gian mà để mà nó dán keo nó khô chỗ này này, thì mình sử dụng một thời gian á, nó bị bong lên, nó bị bong cái lớp mà ra, tại vì cái bờ mặt tiếp xúc của nó rất là nhỏ. Đó, nó không được nhiều như là một cái miếng, chẳng hạn như nếu như mà ở đây á làm gì, mình làm cả một miếng to như thế này này, mình không có vát viết gì hết đó, thì lúc này về cắt cái bờ mặt nó lớn nó tiếp, cho nên là cái phần mà nó giữ á, thì nó sẽ nhiều hơn, là nó sẽ ít bị bong hơn. Còn đối với những cái thằng nhỏ nhỏ như thế này này, mình dán vào thời gian là nó sẽ bong liền đó. Tại vì khi mình dán xong là gì, là mình cũng phải vuốt cái đường dán nữa, mình vuốt cái đường dán cho nó mịn đi, chứ không phải là khi mình dán xong là mình đỡ y chang như vậy được. Đấy, cho nên là mình phải vuốt. Mà khi mình vuốt á
là nó sẽ bị, nó tức là nó sẽ cào đi một lớp, tức là đây này, ví dụ như hai cái mí này nó giáp vào nhau như thế này đúng không, thì cái bộ gì nó phải lấy cái dao á, nó vuốt cái cạnh này đi một tí để cho nó mềm đi. Mà khi nó vuốt á thì chắc chắn rằng một điều rằng là nó sẽ lòi cái cốt gỗ trong này ra, tức là nó sẽ không lòi nhiều mà nó tức là nó sẽ lòi ít ra, khoảng tầm gần tới một ly gì đó đấy. Thì cái chuyện mà khi mà gì nó bay hết cái lớp keo trong này đi nè, thì cái vấn đề là gì, bông là sớm muộn thôi đấy, cho nên là nó sẽ sinh ra hai cái trường hợp này là phát 45 độ. Thì nó có một cái lợi thế là gì, là mình không sử dụng tay nắm này là một cái vấn đề. Thứ hai á, nếu như mà mình sơn thì nó rất là đảm bảo. Còn nhược của nó là đối với vát 45 thì cái thằng này là rất là giỏi màu hư đấy. Cho nên là khi mà mình thiết kế á, nếu như mà mình dùng gỗ, tức là cái cốt là MDF và cái phủ bề mặt á là melamine hay là laminate hoặc là veneer đấy, thì mình nên lưu ý cái chỗ này là có thể là dùng cái vát 45 này không, hay là mình sẽ tìm một cái giải pháp khác để mà mình xử lý cái vấn đề này đấy. Thì hiện tại bây giờ là gì, là mình vẫn có một cái giải pháp để mà xử lý được cái thằng này, là mình sẽ sử dụng cái miếng nhôm NL đấy. Cái miếng nhôm NL này á thì bên ngoài thị trường nó cũng có bán, nhưng mà cái nguồn hàng của nó thì rất là ít, tại vì nó cái số lượng mà người dùng á nó rất là hiếm, cho nên là gì, bên sản xuất nó sẽ hạn chế cái vấn đề là nó sản xuất ra nhiều đó. Thì cái đó thực sự ra mà nói là nếu như mà bên anh cung cấp nó hết hàng thì mình cũng có thể tự gia công được, chứ không phải là không. Thì nếu mà gia công á là mình sẽ dùng cái miếng không xài miếng nhôm nữa. Thứ nhất là gì, là nếu như mình xài miếng nhôm thì mình phải đặt trong cái bên xưởng nó làm, tức là cái bên mà nó gia công nhôm ấy thì nó sẽ làm cái miếng đó đấy. Còn nếu như mà mình sử dụng cái loại gọi là inox thì mình chỉ mua cái loại mà inox lé đấy, nó bán khoảng nó bán cuộn cuộn như thế này là mình sẽ vừa gia công, tức là mình sẽ phải dập lại theo dạng chữ V đó, dập lại chữ V như thế này. Thì lúc này á là mình sẽ gắn vào đây, mình sẽ thay cho cái thằng này. Nếu như mình sử dụng chữ V á là mình phải thay cho thằng này. Đây, thay cho thằng này. Đó. Thì lúc này là gì? Cái thanh chữ V như thế này này đúng không? Thì cái mặt cánh nó sẽ đập vào cái miếng L này, miếng nhỏ này. Đó, đập vào đây. Đấy, thì là gì? Lúc này là gì? Cái miếng cánh gỗ của mình đều là một cái miếng vuông hết, nó không có vát viết cái gì hết. Đó, thì cho nên là cái lúc này cái cánh là gì? Mình sẽ sử dụng được lâu hơn. Đó. Thì nó sẽ có những cái giải pháp đó mà xử lý cái vấn đề này. Rồi ở đây gì, mình cũng sẽ vát cái đóng này đi à. Đó, xóa này đi, xóa cái đường dòng của nó đấy. Rồi, mình sẽ bắt đầu. Rồi, bây giờ ở chỗ này á là mình sẽ kiểm tra lại cái bảng vi kết này. Là gì? Là ở đây là cái chậu rửa đúng không? Chậu rửa thì mình đã chia ra hai cánh rồi. Đấy. Và ở chỗ này là gì? Cái lò, cái bếp mà bếp điện từ. Đó. Bếp điện từ thì mình sẽ chia ở cái chỗ này là mình sẽ sử dụng cái lò nướng. Đó, cái lò nướng. Thì cái lò nướng á là mình sẽ gì? Kéo cái thằng này nè. Mình sẽ quét chỗ thằng này. Đấy. Sau đó gì, mình sẽ mua lên là 600. Được chưa? Mua lên 600. Rồi. Mình sẽ đo. Khi mà mình mua lên 600 á là mình thấy gì? Ở phía dưới này gì? Mình đang bị mất thêm là gì? Mình đang bị nhô lên thêm 20 nữa, thì ở cái chỗ này á là mình phải nâng cái thằng này lên thêm 20 nữa. Đó, nâng lên. Đó. Thì tổng cộng là chỗ này là mình sẽ phải là 600, cái thằng này phải lên 20 này.
20. Đấy. Đây. Kiểm tra lại. Đó, 600 ha. Đấy. Rồi. Ở cái miếng này, cái miếng nhỏ này á, thì là nó sẽ là cái miếng gắn sau cùng. Khi có nghĩa là khi mình nhét cái lò nướng vào rồi á, thì cái miếng này nó sẽ gắn vào. Thì miếng này thực chất là nó chỉ bấy gì, nó bắn đinh vào ngoài thôi, nó bắn đinh vào cái thành này thôi, cái thành trắng cái này là xong. Đấy. Cho nên là ở cái thằng này là mình không còn vác nha, tại vì nó không có mở mà, nó chỉ là một cái miếng ghé thôi, cho nên là mình không còn phải vác viết gì hết, nên là mình đỡ nghiêng luôn. Đấy. Rồi mấy thằng này thì mấy thằng còn lại thì tất cả đều là phải vác hết, mình cũng phải vác đây nè, 5 ly xuống là 20. Rồi, nói lại. Đó, nói đóng lại. Xóa này đi. Đó. Rồi, mình sẽ copy thằng này qua để làm cho nhanh. Copy thằng này qua. Thả vào đây. Đấy. Rồi, scale thằng này ra. Tiếp theo thì mình sẽ bấm N đó cho nó ấn này đi. Sau đó thì mình delete ha. Rồi bấm V để hiện lại. Tiếp tục là gì? Copy thằng này qua. Gắn vào đây. Đấy. Sau đó thì xóa thằng này đi. Rồi tiếp tục là gì? Cũng copy thằng này qua. Rồi gắn vào đây. Đó. Sau đó thì scale thằng này vào. Đấy. Tiếp tục là gì? Phím N đó ấn đây nè. Delete này. Bấm V để hiện lại. Đó. Vậy là xong cái phần canh ha. Rồi. Bây giờ ở chỗ này là nó liên quan tới cái phần là hộp kéo này. Đấy. Thì hộp kéo nó bây giờ gì? Bắt buộc mình phải tạo cái khoảng hở đó mà mình móc ra. Đó. Thì ở đây thì mình cũng sẽ chia thằng này ra. Mình sẽ mua này xuống là gì? 10. Rồi thằng phía trên là gì? Lên 10. Đấy. Tạo cái phần hở mở cánh này. Tiếp tục là gì? Là sẽ có biên này xuống. Gắn vào đây. Đó. Rồi mình sẽ đẩy lùi thằng này vào. Lùi vào đây ha. Rồi, mình sẽ scale này lên một tí. Đó. Rồi bây giờ để mà cho cái gì? Cái cánh này khi mà mình vác á, mình vác chế 45 á thì bắt buộc cái thằng này nè, nó phải gì? Phải đi lên là 20, đi xuống là 20. Tổng cộng nó phải gì nè? À, 20 này, 20 phía trên, rồi 20 phía dưới, đó, được chưa? Thì lúc này gì? Cái cánh nó sẽ đập vào đây, rồi mình sẽ chia cánh này luôn, là 5 ly này, 20 này, đó rồi nối lại, đấy, sau đó thì bút thằng này đi, xóa, rồi cái thằng trên gì? Cái thằng này. Rồi bây giờ đây, ở cái chỗ này nè. Ở cái chỗ này thì một là mình sẽ móc trên. Còn hai á là mình sẽ móc dưới. Tức là móc phía dưới này nè. Đấy, nó sẽ có hai cách. Thì mình sẽ gì? Mua thằng này lại, mình sẽ đảo chiều này lại. Đó. Lúc này là gì? Nó sẽ gì? Vừa mở này và vừa mở này. Đấy. Rồi, này là bên thùng hộp kéo của cái phần là xoong nồi nè. Này là bên chậu rửa nè. Đó. Rồi, bây giờ tiếp tục là sau khi mà mình đã chia xong hết tất cả những cái thằng liên quan tới tủ bếp dưới này. Bây giờ mình còn có cái thằng chưa xử lý đó, đó là cái tủ lạnh. Đó. Thì mình sẽ giống cái thước lên. Tủ lạnh của mình nó sẽ cao là 1750. Đấy, tủ lạnh một cánh. Rồi, scale cái đóng mình lên. Đấy, chỗ 1750. Sau đó thì mình sẽ delete đường giống đi. Rồi tiếp tục là gì? Mình sẽ copy thằng này ra. Copy ra. Rồi dán vào đây. Đó. Sau đó vậy scale cái thằng này vô. (Cười)
Rồi mình sẽ kêu vào đây ha. Sau đó vậy mình sẽ rút thằng này lại. Đó, nó là một thằng một cái group rồi. Rồi. Bây giờ mình thoát ra. Đó. Thì coi như là gì, mình đã xử lý xong cái phần là tủ bếp dưới này. Tủ lạnh này. Đó, bây giờ là gì? Mình sẽ đi tiếp xử lý phần cái bếp trên. Đó. Rồi. Thì ở cái bếp trên chỗ này á là gì, mình sẽ phải scale cái đóng vào đây này. Bắt ngay đây. Đấy. Rồi. Bây giờ ở phía trên tủ lạnh này thì mình sẽ tiếp tục mình làm thêm một cái cục khác nữa. Đó, mình sẽ copy thằng này qua. Copy cái thằng này qua hoặc là gì? Mình sẽ copy cả cái đống này nè, kéo làm phía trên luôn. Đấy, kéo lên trên này. Rồi. Unwrap ra. Đó. Tiếp tục là gì? Mình sẽ kéo cái đống này xuống. Đấy. Để phim ship để cho nó khó cái hướng lại, sau đó mình bắt điểm vào đây. Được chưa? Rồi. Kéo nó xuống là gì? Một phần. Đó, tạo khoảng hướng với trần. Rồi mình sẽ kéo hàng này lại. Chỗ này. Đấy. Rồi, bây giờ vậy, mình sẽ kéo thằng này xuống để làm cái miếng đáy. Kéo xuống này. Đó. Rút lại. Làm một rút ra này. Rồi tiếp tục là miếng hậu. Đó. Bây giờ ở chỗ này là gì? Là ban đầu mình đã lưu ý là về chỗ cái phần máy lạnh là nó sẽ cái phần tủ lạnh là gì, nó sẽ cắm điện 24/24, cho nên là cái hơi nhiệt ra rất là nhiều. Đó, cho nên là gì, mình sẽ lùi cái tấm đáy này vào một tí. Đó, mình sẽ lùi thằng này vào là 100 này. Đó, cái thằng này cũng gì 100 này. Đó, rồi tiếp tục là gì, cái thằng này cũng vào 100 này. Đấy, vào 100 ha. Lúc này vậy cái hơi nóng nó sẽ từ đây nó đi lên và đi lên trên trần. Rồi. Ở chỗ này thì mình sẽ copy thằng này ra. Xoay lại. Rồi bật dán nó vào đây. Đó. Tiếp tục là gì? Scale này lên. Rồi ha. Rồi. Cái thằng này thì chia nó như là 10 này. Đấy. Còn hả? Rồi, thoát ra. Sau đó là gì? Mình sẽ scale hai thằng này vào là 20 này. Tức là gì? 20 của cái cánh. Đấy, mình sẽ đẩy lùi hết thằng này vào là 20. Dạ. Xóa này đi. Rồi, mua cái thằng này ra. Mua thằng này ra đây. Và gì? Nâng cái thằng này lên là 10 này, tạo cánh. Tiếp tục là gì? Mình sẽ copy này vào, mua thằng này vào đây. Bấm phím kè nó bị lờn bạn. Rồi scale ra. Rồi tiếp tục là gì, scale lên. Đấy. Rồi bây giờ để mà tạo cái khoan hớ ra này, hiện tại là hai cái thằng này vậy nó đang bị dính liền với nhau này, thấy không? Đấy, thì mình phải tạo cái rãnh để cho mình mở cánh. Đó, mình sẽ quét chọn này và giống lên là 20. Đó. Rồi tiếp tục là dùng định line để chia cái cánh này ra làm hai. Xóa này đi. Đó, tiếp tục là gì? Kéo này qua. Rồi. Sau đó là gì? Ấn này đi. Đó. Rồi bây giờ đối với cái thùng này á, tại vì chiều cao nó cao cho nên là gì? Mình sẽ chia đôi thằng này ra. Chia đôi thằng bên trong ra. Đấy. Rồi, scale nó vào. Đó. Bên trong này nè, nó gì? Nó sẽ là hai cái à. Đấy. Mình sẽ cắt đồ này. Rồi. Đối với cái thằng này làm xong rồi gì? Thì mình sẽ bo cạnh nó lại luôn. Đó, mình sẽ kích vào cái plugin bo cạnh. Cái plugin bo cạnh này á, nó có tên là Rido Corner. Thằng này thì cái plugin này thì nó khá là mạnh. Đây, nè đây. Rido ha. Thằng nào nó khá là mạnh. Rồi, để mà nó vác cái cạnh này này thì mình sẽ kích vào cái biểu tượng màu xanh lá cây ở đây. Kích vào đây. Và
để mà nó vác vào, nó vác vào bao nhiêu ly á, thì là gì, ở cái phần offset này mình phải để ý nè. Ở đây thì mình đang cho cái thông số là gì, 2 ly, nó vác vào 2 ly đó, mình cho là 2. Rồi gì, mình sẽ bấm enter đó để cho cái phần mềm nó tự động nó tính. Rồi sau khi nó tính toán xong này, thấy không, nó đã vác cho mình gì, tất cả các cạnh đều là 2 ly hết. Mục đích của cái việc vác này á, là cho nó giống với cái thực tế là một này. Cái thứ hai nữa, khi mà render ra á, là gì, cái bài của mình nó không có bị sắc cạnh đó, cho nên nó gây cho cái bài mình nó mềm đi, nhìn nó mới thật được đó, cho nên bắt buộc là mình phải vác đó. Nhưng mà cái vác này á, là sau khi mình vẽ xong mình mới vác nha, chứ trong quá trình mình đang vẽ mà mình vác là mấy công mình sửa mệt lắm á. Đấy, cho nên là mình lưu ý cái đó. Rồi xong cái tủ lạnh này, tiếp tục là gì, mình sẽ đi qua cái bếp. Rồi bây giờ cái kích thước của cái bếp trên là chiều sâu của nó là 400 đó. 400 là kích thước nó maximum nha, tức là 400 là full cả cái cánh luôn á. Còn thông thường cái bếp ở những chỗ khác nó làm á, thì là gì, 350 cũng có, 380 cũng có, 400 cũng có. Đấy, cho nên là nó sẽ rơi vào cái giới hạn là từ 350 cho tới 400 đó, trong cái khoảng đó thì mình muốn lấy cái thông số bao nhiêu thì cũng được, nó không có sai. Rồi ở đây vậy mình sẽ chia cái thằng này ra là 400 này. Rồi mình sẽ scale hai cái đống này là vào đây. Đấy, tiếp tục là vậy mình sẽ delete này đi. À, rồi. Mình sẽ ấn này đây nè. Mình gì? Rẽ hai thằng này ra. Rồi ấn này đi. Đấy. Kiểm tra lại thử là cái con hở này bao nhiêu. 650, rồi ok được rồi. Và cái con hở trên này là mình sẽ kiểm tra lại là bao nhiêu? Là 380. Con này là 750. Rồi ok được rồi. Đó. Thì cái chiều cao của cái bếp này nè. Chiều cao của cái bếp trên này á thì nó sẽ rơi vào tầm là từ 700 cho tới 800. À, tại vì sao mà mình không làm thấp hơn á, là vì do là mình sẽ có gì, cái bộ khay chén 2 tầng nữa. Đấy, cho nên là gì, mình sẽ không thể nào làm 600 độ xuống được. Nếu mà làm 600 độ xuống thì mình sẽ không gắn được cái bộ phụ kiện kia. Đấy, cho nên là gì, mình sẽ phải làm tối thiểu là từ 700 cho tới 800. Có khi mình làm 900 cũng được, không sao hết. Nhưng mà khi mà mình làm 900 á, thì gì, cái phần ở cái chỗ mà khay chén 2 tầng á, là nó sẽ bị trống ở khúc trên như thế này này. Cho nên là khúc đó thì mình đâu có làm gì được nữa đâu, cho nên bỏ nó hơi phí. Đấy, cho nên là gì, mình chỉ làm trong cái khoảng từ 700 cho tới 800 thôi, không cần làm nhiều. Rồi bắt đầu vậy, mình sẽ đi vào chi tiết của cái tủ bếp trên này. Mình sẽ gì, bút thằng này vào là 20 đó, bút nó vào 20. Rồi tiếp tục là đi chi tiết của nó vậy, offset thằng này vào là 20. Đấy, sau đó tiếp tục là gì, delete thằng này đi, delete trong này, kéo này xuống, kéo này lên trên đó, quét chọn này, quét chọn này để mình rút lại hết, mọi thứ đều là phải rút đó. Sau đó có biên này ra, rồi tiếp tục là xoay cái này lại, nhấn vào đây đó, thì đó là một cách. Rồi nếu như mà để mà muốn nhanh thì mình sẽ có một cái thao tác nữa để cho mình làm nhanh cái vấn đề này, thay vì phải ngồi vẽ lại từng cái một cho nó lâu, đúng không, thì mình sẽ có một cách, đó là gì, copy cái thằng này, được chưa, quét chọn hết cái đống này. Đấy, sau đó là gì, mình sẽ rút thằng này lại một cái ha. Rồi tiếp tục là gì, copy thằng này lên, dán vào đây. Đấy, rồi gì, mình sẽ giống cái khoảng lên là gì, 650, được chưa. Tiếp tục là gì, xóa thằng này đi, tại vì thằng này không liên quan mà. Sau đó là gì, cái thằng này mình cũng sẽ xóa này đi. Rồi và ở cái thằng này mình sẽ hàng nó lại đó. Rồi mình sẽ xóa này đi đó. Rồi giờ kiểm tra chiều cao của thằng này là nó là bao nhiêu, của nó là 609 nè. Đấy, thì bắt buộc là gì, mình phải cho này là gì, 750 đúng không, 750. Đấy, sau đó tất cả toàn bộ thằng này đều phải scale lên. Rồi
Rồi scale qua cái đó mà lên. Bắt vào gì? 750. Đấy, xóa thằng này đi. Rồi. Bây giờ gì? Mình sẽ tạo cái tấm. Mình sẽ ấn cái hết này ha. Bắt này là mình gì? Delete luôn nè. Đó, rồi bây giờ gì? Tiếp tục là mình sẽ đi tạo cái tấm nóc cho nó. Kéo vào đây. Cái này kéo ra. Đó. Rồi. Ở cái thằng này gì mình cũng sẽ kéo ra nè, rồi xóa này đi. Đó. Hoặc là mình cứ để im ra tí nữa mình sẽ xóa sau cũng được. Bút ra. Đó. Rồi mình sẽ gì, sẽ kéo cả cái đống này xuống. Đấy. Rồi cái thằng này gì? Nó sẽ kéo vào đây. Yeah. Rồi tiếp tục là gì? Mình sẽ boost kéo copy thằng này ra vào đây, tháo vào đây. Đấy, tiếp tục là gì? Scale nó đi. Scale nó tới cái vị trí này. Đó, rồi cái thằng này gì? Scale lên. Tại vì thằng này nó là một cái miếng bổ mà, nó nằm rồi nó không liên quan gì hết tới mấy kia hết. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ gì? Hiện cái phần cánh lên. Hiện cái phần cánh. Rồi tiếp tục là gì? Xoay cái phần cánh này lại. Từ từ mình sẽ đi phần cánh này ha, mình sẽ đi phần cánh này. Rồi, đó bây giờ muốn sửa cái muốn tức là muốn xóa đi những cái nét thừa ra này. Xóa đi cái nét thừa thì mình sẽ hiện hết lại toàn bộ đúng không? Sau đó quét chọn hết cái đống này và bấm Shift D, tức là dọn rác. Đấy, mình sẽ kích vào đây. Mình sẽ kích vào đây. Đó, rồi để cho nó dọn. Đấy. Rồi thì ở đây là gì nè, nó sẽ xóa hết cái máy cạnh cho mình nè, giờ nó xóa hết máy nước thừa nè, ok chưa? Đó, đó là cách chuẩn rất nhanh. Rồi tiếp tục, bây giờ khoảng này là 650. Đấy, bây giờ là gì, mình sẽ xác định chiều sâu của cái bếp này. Đó, mình kích vào bếp. Rồi 400 phổ bì. Đấy, tất cả toàn bộ cái đống này là gì, mình sẽ tịnh tiến đi vào. Mình sẽ ấn này đi. Rồi, tịnh tiến nó vào hết. Đó. Mình sẽ quyết chọn hết cái đống này ha. Quyết chọn hết cái đống. Sau đó gì? Đề ship để lộ trừ. Đấy, đề ship này lộ trừ này ra. Rồi, tiếp tục là gì? Sẽ kéo nó vào. Đó, 400 này. Rồi gì? Mình sẽ cho vào đây lại thêm 20 nữa. Đó, rồi lại sẽ kéo tiếp. Đấy. Rồi, xóa này đi. Tiếp tục là gì? Mu cái thằng này vào. Đó, ra 20. Hiện cánh lên. Đấy. Sau đó là gì? Mình sẽ mu cái cánh này vào. Mu cánh vào đây. Đó. Rồi mua cái này vào đây. Đấy. Rồi bây giờ gì? Tạm thời là mình sẽ thoát ra này. Đó, rồi mình sẽ kiểm tra lại. Mình sẽ giống này. Mình sẽ xoay cái này lại. Xoay lại ha. Thằng này xoay lại. Thằng này xoay lại. Rồi cái cánh này thì đợi từ từ đó, mình sẽ tính sau. Rồi tiếp tục là mình sẽ nâng cái thằng này lên. Mình sẽ sử dụng một cái bluetooth nữa. Mình sẽ đi tìm là cái Redo Tool John Boot. Đó, cái thằng này đây, Redo John Boot ha. Cái thằng này đỡ mình boot khóa lên. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ kích vào trong cái chữ G này. Đó, rồi sau đó thì mình sẽ kéo này lên. Bấm U để hiện lại. Rồi. Mình sẽ phải giống vào đây. Đấy. Được chưa? Khi mà mình giống lên á, mình giống lên như thế này nè
thay vì mình phải vào group này để mình boost lên như thế này đúng không? Boost lên như thế này này. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái plugin này để cho nó boost ngoài group luôn, nó boost ngoài group. Đó, mình kích vào chữ G này. Chữ G này ha, kích vào đây. Rồi. Kéo lên. Đó, mình phải giống vào đây để cho nó bắt được chính xác này. Đấy. Rồi, thằng này cũng làm bị chen cũng vậy. Đó. Đấy. Rồi, thằng này gì? Mình cũng sẽ kéo lên này. Đó. Thấy chưa? Thằng này cũng vậy luôn. Này kéo lên đây. Đấy. Rồi. Cái thằng này thì được cái miếng ở phần hai cánh cửa này tí mình xử lý sau ha. Nên mình là từ từ mình sẽ đợi đó. Tạm thời đợi đấy. Rồi bây giờ này, bây giờ là ở cái chỗ này, chặt chẽ ở chỗ này là gì? Nó, ồ cái này nó chạy theo ta. Ồ cái này không sao. Mình kiểm tra lại coi. Undo lại ha, undo lại. Nó đang bị chạy rút. Rút ra. Mình sử dụng ép thôi, nó đang ủa sao nó lại chạy ép này. Khi mình kéo lên nó mình thấy là gì? Ở đây nó có cái đường ra này. Là mình sẽ nhấn control ha. Nhấn control để cho nó đó. Khi mà nhấn control là gì? Để cho nó không có tạo cái đường nét nối. Kiểm tra lại từ phía dưới này nó có chạy không. Rồi ok, nó không chạy đâu này. Do mà dùng cái phím G này cho nên là nó bị ảnh hưởng theo, nó chạy theo luôn. Mình sẽ phải nhấn F. Đấy. Kiểm tra lại thử nó có chạy không. Ồ, lại bị chạy nữa. Nó bị dính này, cái plugin này nó bị dính này. Không có nghĩa là cái plugin này á, là nó hiểu là có nghĩa là những cái đối tượng nào mà nó ở những cái thằng mà mình copy lên á thì nó sẽ hiểu cái thuộc tính nó là nó sẽ copy nó khi mình hiệu chỉnh á, nó giống như commanding đó, khi mình hiệu chỉnh này đấy, thấy không, là nó sẽ bị ảnh hưởng theo này, thấy không, bị ảnh hưởng theo do là gì, cái đối tượng ở phía dưới này mình đang copy lên phía trên mà đó. Rồi kiểu này chắc anh cho tay quá à. Mình thử dùng cái này nó vẫn bị này nè, đó thấy không? Có cái thằng đầu tiên thì lại không bị. Thôi, chịu khó tay thôi. Kiểu lên. Rồi, ở đây khi mà đã nhớ kích thước rồi mình chỉ việc double và 2 cái là tự động nó nhảy lên thôi. Đấy. Rồi cái thằng này cũng double 2 cái lên luôn. Rồi. Này đi. Đó. Rồi bây giờ mình xác định là gì? Ở cái vị trí chỗ này là nó là cái phải thành khay chén hai tầng. Đó. Khay chén hai tầng nằm ở đây. Đấy cho nó là gì? Mình sẽ đi chia cái thằng này. Ha. Xóa này đi. Xóa đi chưa? Rồi, tiếp tục là gì? Mình sẽ xoay cái mình sẽ scale này ra. Scale nó vào đây. Đó. Rồi. Tiếp tục là gì? Mình sẽ chia cái thằng này ra làm đôi. Chia ra làm đôi. Rồi. Quét chọn cái đường line này. Sau đó là mình sẽ boost thằng này đi. Đấy. Tiếp tục là gì? Kéo thằng này lên. Dán vào đây. Rồi. Bây giờ mình còn một phần phải xử lý là gì? Xử lý ở cái thằng này. Đấy. Thì bây giờ thằng này là mình sẽ cắt qua đây. Rồi, xóa này đi. Rồi, sau đó kéo xuống 20. Đó. Lúc này cái thằng này nó là gì? Nó là cánh nâng lên phía trên, hai cánh nâng lại. Đó, tại vì nó liên quan tới cái phần là chậu rửa dưới này nè. Rồi, bên cái thùng này thì mình sẽ giống giữ nguyên theo cái thằng phía dưới.
Rồi bây giờ có một phần đáng lưu ý ở đây á là gì, là ở phía dưới này nó là cái phần là bếp nấu, thì bếp bột ở phía trên này á là nó sẽ là cái máy hút mùi. Đấy, thì mình sẽ edit ở cái phần này, phần cái đi ha, phần cái đây nè. Đó rồi, bây giờ mình sẽ scale này lại, scale vào đây. Đó, bây giờ ở cái phần này nó nhìn nó có cái máy hút mùi. Đó, và ở phía dưới của cái bếp mình á, thì thông thường là nó sẽ có cái đèn hắt để cho nó giúp cho vậy tăng thêm cái lượng ánh sáng khi mà mình thao tác mình nấu nướng. Đó, thì bắt buộc là gì, cái thằng này mình sẽ phải kéo lên thêm 20 nữa, nâng cái tấm đáy này lên 20, thì tổng cộng là gì, cái miếng đáy của mình nó sẽ là 40. Đó, 40 rồi. Còn cái vị trí mà nó bắt đèn á thì nó sẽ bắt vào đây, có nghĩa là ở trong này mình gì, mình sẽ copy vào đây này là 50 này. Đấy, rồi gì, cái đèn của mình sẽ copy vô thêm là 20 này, bút lên là 16 hoặc là 20 cũng được. Đó, thì lúc này cái phần 20 ở đây là nó sẽ gắn cái thanh led, cái thanh led nhôm ở trong này để nó dội đèn xuống. Đó, thoát ra đây, nó sẽ gắn vào đây. Rồi, sẽ kéo này lên. Đấy, tiếp tục là gì, mình sẽ kéo này ra ha, kéo này vào đây, kéo vào đây. Đấy, rồi vậy scale cái đống này qua đây. Rồi tiếp tục kích vào hai cái thằng này, scale lên. Bây giờ bắt đầu nó ăn được rồi nè. Đó, giờ bắt đầu cái phím này ăn được. Lấy. Rồi scale vào. Bấm scale lên. Ủa, cái phím này lúc được lúc không à. Đó. Đấy. À, rồi bây giờ hiện cánh lên. Đấy. Mình sẽ đi bỏ cái thằng này. À, mình bấm phím R này, sau đó bấm phím U để hiện lại này. Mình sẽ quét đây, quét qua. Đó, sau đó gì? Kéo này xuống. Xóa đi. Bút vào. Bút vào đây. Đấy. Rồi tiếp tục vào dây bút thằng này vào đây. Đó. Delete số này đây. Tiếp tục. Làm nó hơi thủ công một tí. Đấy. Rồi cái thằng chỗ này thì rồi đó, quét chọn này, group lại, quét chọn này, group lại. Rồi sau đó số group này ra. Đó. Rồi bây giờ ở cái chỗ này á thì nó là cái máy hút mùi. Đó, thì thông thường á, khi mình chọn máy hút mùi á là một là sẽ bằng với cái bếp từ, tức là cái bằng với cái bếp 600 của mình phía dưới. Hai là mình sẽ lấy lớn hơn. Đó, thì ở đây á là mình sẽ lấy cái thằng này. Mình sẽ lấy cái thằng này nó cái gì? Nó lớn hơn một tí. Tại vì khi mà mình lại lớn hơn á, thì cái phạm vi nó hút cái mùi nó được nhiều hơn. Đó, cho nên là gì, là tốt nhất là mình sẽ lấy cái loại 700, tại vì nó có hai thông số mà, là gì, là 600 này, 700 này, 900 này. Đó, nó có ba cái thông số đấy, cho nên là ở đây mình sẽ lấy cái thằng 700 kia để cho cái phạm vi nó được hút nó được nhiều hơn. Đó, thì ở cái câu này á là hiện tại nó đang mình đang chia là gì, là 600 thì mình sẽ ăn gian qua mỗi bên á là 50. Đấy, thì mà gì, kéo bằng này qua, kéo này qua là 50 nè. Đấy, qua cái thằng này cũng là 50. Rồi, sau khi mà mình kéo qua 50 rồi á thì mình sẽ đi vào là gì, edit cái thằng này, edit cái vách hông này. Được chưa? Rồi cái thằng này gì, mình nên scale vào. Đó.
thằng này mình cũng sẽ scale vào luôn. Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi tạo cánh cho nó. Scale qua. Rồi tiếp tục. Ở đây. Rồi mình sẽ tạm thời mình sẽ thoát ra. Rồi bây giờ ở cái thằng này 700. Và cái thằng này sau khi mà mình đã ăn gian qua 50 rồi á thì mình sẽ kiểm tra lại xem nó còn bao nhiêu. Nó còn lại có 250 thôi. Còn lại có 250. Đấy. Thì đối với 250 thì mình không có làm được một cái gì hết, tức là mình không có cất được cái gì. Thì cho nó là gì? Mình sẽ xóa cái cánh này đi. Xóa cánh đi ha. Rồi bên này gì? Bên này chắc chắn là nó sẽ còn rất là nhỏ rồi. Đấy thì vậy mình cũng sẽ delete thằng này đi luôn. Đó, delete đi ha. Rồi. Bây giờ sau khi mình xóa đi hai cái ông nội này rồi á thì bắt buộc gì? Mình phải tìm một cái cách nào đó để cho mình sẽ xử lý cái hàng này. Đấy. Thì gì? Mình sẽ lôi cái ông này. Mình sẽ xóa này đi ha. Đó. Rồi, bây giờ sẽ kêu ông này qua. Tiếp tục là gì? Vào là 2 ly. Đó. Rồi. Sẽ kéo thằng này xuống. Đấy. Yeah. Tạm thời đó đó. Rồi bây giờ ở cái chỗ này thì mình sẽ sử dụng nó để học trống luôn. Học trống. Thì để làm học trống á thì mình sẽ có cách giải quyết ở cái chỗ này. Thứ nhất là mình sẽ cho một cái đợt băng qua này luôn. Hoặc thứ hai là mình sẽ cho cả cái cục này nó là một cái cục rồi. Nó là một cái cục rồi, không có liên, không có dính dáng gì bên kia hết. Đấy, thì cái cục rồi này á là nó sẽ làm bằng mặt với cái cánh này luôn. Thì nhìn vào á trên một cái diện phẳng như thế này này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn là khi mà bên này đang lồi ra, bên này đang lồi ra, cái thằng này nó lõm vào thì nhìn nó hơi tức mắt một tí. Đó, nó hơi tức mắt. Cho nó là gì? Ở cái phần này mình sẽ ấn cái cánh đi ha, ấn cánh này đi. Rồi. Bây giờ cái ông nội này á là mình sẽ cho nó là lòi ra luôn. Đấy, mình sẽ scale này về đây. Rồi. Tiếp tục là gì? Là copy thằng này qua. Đấy, copy này ra đỡ đây ha. Rồi mình sẽ ấn cánh này đi. Đấy. Bây giờ mình sẽ gì? Copy cái thằng này lên. Mình sẽ đè ship để giữ. Đó. Tiếp tục là gì? Scale này vào lên đây. Đấy. Rồi scale ra. Rồi sau đó gì? Rút thằng này lại. Rút lại. Đấy. Rồi cái thằng này. Rồi cái tấm này nè. Mình sẽ gì? Đẩy lên. Được chưa? Rồi scale này qua. Đó. Rồi, tạo tấm đáy cho nó. Tấm đáy là 10 nè. Tiếp vào đây. Ra là 10. Rồi scale cái đóng lên. Dán vào đây. Đấy. Rồi, sẽ xử lý thằng này. Bút thằng này xuống. Đó, xóa này đi. Thấy chưa? Rồi ở chỗ này thì mình sẽ cái việc đi chia nó thôi, chia làm đôi thằng này ra. Copy thằng này. Dán vào đây, dán vào chính giữa. Đó. Rồi scale này vô. Hầu như là cái lệnh scale mình sử dụng rất là nhiều. Đấy, cho nên là mình sẽ
tiết kiệm được khá là thời gian. Đó, vào đây. Đấy. Rồi. Coi như lúc này gì? Ở cái học này là mình sẽ đỡ mấy cái hũ mà nó liên quan tới dưa muối luôn á, là mình sẽ đỡ ở đây. Đó, thứ nhất là vừa đỡ trang trí luôn. Rồi bên này thì cái thằng này nè nó sẽ không còn tác dụng nữa cho nên mình sẽ delete lên đi. Xóa này đây bỏ đi. Rồi, hiện lại. Đó. Ở cái chỗ này mình sẽ edit lại cái phần là tấm hậu của những cái thằng này nè. Xóa đi hết thằng này. Rồi, lúc này tất cả những cái thằng này nó là một khối này. Thì mình sẽ kích vào đây. Rồi, dán vào đây. Rồi. Cái thằng này vậy, nó đi vào là một phân đúng không? Cái này đang là 20 rồi. Cho nên mình lùi cái thằng này ra là gì? Một phân. Đấy. Và cái thằng này mình sẽ ấn cái điện này, ấn cái bức tường này sau này, đó cho nó giữa thao tác này. Đó. Đó rồi scale này lên. Rồi tiếp tục qua thằng này. Ở cái chỗ này cái miếng này thì mình cũng sẽ scale ra, bút ra. Đó. Rồi, tiếp tục thằng này cũng làm bị trang giống vậy. Thằng này là kiểm tra xem nó bao nhiêu. Là 14 này. 14 thì mình sẽ đi ra là vậy, 4 ly này. Đó, được chưa? Rồi, scale lên. Kéo vào đây. Đấy. Rồi, quay lại thằng này. Bây giờ ở cái chỗ này nè, cái máy hút mùi của mình là dài là 700 đúng không? Dài là 700 thì mình sẽ quét chọn cái thằng này từ trái quét sang phải, sau đó mùi này lên là 70, có thể là 100 cũng được. Mình mua lên là 70 này, có thể là 100 cũng được nha. Có nghĩa là con hớ này, nếu như mà đặt con hớ 100 ở đây thì nó chính là khoảng để mình gia giảm thôi, nó không có gì hết. Đó. Thì thực chất ở cái phần máy hút mùi á, nếu như mà làm máy hút mùi theo dạng vuông vức thì cái phần thấy của nó chỉ khoảng tầm là 50 thôi. Còn nếu như mà nó làm rồi cái máy mà nó vắt chéo nha, nó vắt chéo 45 mà giống như cái máy á thì nó sẽ là, ít nhất nó phải lên khoảng tầm là 150 lần, 150. Đấy cho nên là mình phải lựa chọn hai loại, lựa chọn mấy cái loại máy. Rồi, thì ở đây thì mình cho là 70 này. Rồi tiếp tục là gì? Chia cái thằng này ra. Chia cánh này ra. Đó, rồi. Mình gì? Bút thằng này vào. Được chưa? Sau đó copy thằng này ra. Đấy. Rồi tiếp tục. Khi mà mình chia hai cánh này rồi á thì mình sẽ đỡ, mình sẽ xử lý bên trong này. Thì ở phần này á, để mà hai cái cánh này nó được, tức là cái cánh cửa mà này nó sẽ phải đập vào trong gì, cái vách thông rồi đúng không, để nó mới gắn được cái bản lề kia á, thì bắt buộc là gì, mình sẽ phải gắn cái thằng này vào, tức là gắn thêm cái miếng hông vào, copy ra, dán vào đây. Đấy, và khi mà mình dán cái miếng hông này vào rồi á, hai miếng hông hai bên này là mình gì, phải scale hai thằng này lên này để cho nó gì, nó bằng với cái mí của cánh cửa, đỡ nó không, khi mình cánh cánh cửa vào thì nó không bị vướng. Đấy, cái này thấy chưa, tức là mình phải lùi cái miếng lên tới 70 lần á. Rồi tiếp tục là đối với cái máy hút mùi vuông kia á, là nó sẽ có hai loại thuốc này, Maloca. Đâu, nó có hàng tầm trung thôi. Hàng tầm trung hả? Trong cái thằng Maloca này á, là nó sẽ có hai phân khúc cho mình lựa chọn, tầm trung và cao cấp. Đấy, cho nên là mình đối với những cái máy mùa này á, mình chỉ chọn cái loại tầm trung thôi. Tầm trung đổ xuống. Đấy. Mình sẽ vào bên cái chỗ sản phẩm này, là gì, máy khử mùi này. Rồi mình gì kéo xuống phía dưới đây,
Ở phần trong mấy phòng máy không mùi này nó sẽ có rất là nhiều loại để cho mình chọn lựa. Đó. Thì gì mình đang gì mình đang là máy hút mùi âm tú thì mình sẽ chọn là gì máy hút mùi âm tú. Đó, mình kích vào đây rồi đấy, ở trong này gì nó sẽ có những cái giá cho mình lựa chọn. Đây đây là cái loại gì âm tú này. Đây cũng vậy nè, âm tú giá của nó chỉ còn khoảng 5,5 triệu thôi. Rồi mình sẽ kiếm cái loại nó âm tú à. Đấy thì ở trong này nó sẽ có rất là nhiều loại, chẳng hạn như là gì là đây nè, ở đây cái giá là 6,5 triệu đúng không, 6,6 triệu đúng không, cũng với kích thước là gì rộng 700, sâu là 300, 305 và cao là 108. Đấy cao là 108. Rồi ở cái thằng phía dưới này giá của nó là 6 triệu 2, tức là cho 6 triệu 3 đi, vẫn thấp hơn kia là 300 ngàn, và chiều cao của nó thì cũng tương tự, cũng chỉ có gì 180 thôi đó. Đấy mình sẽ đi kiếm. Đấy cái như cái loại này nè, cái loại này là vậy, nó cái phần này là nó kéo ra nó hơi bị vắt, nó hơi bị nghiêng xuống một tí. Đấy thì chiều cao của thằng này nó lên tới tận là gì 322 lận đó, cho nên là gì mình phải lựa chọn cái loại cái tủ nào đó cho nó hợp lý. Đây ở đây gì máy hút mùi cơ bản này thì nó chỉ có giá là gì là 5 triệu 2 thôi, cho nên là mình sẽ lựa chọn cái, tức là mình sẽ luôn luôn là gì là lựa chọn cái loại nào mà nó giá thành của nó sẽ thấp nhất, tại vì đối với máy hút mùi thì không cần phải cái giá tiền phải quá cao đó, cho nên là mình sẽ lựa chọn cái sản phẩm nào mà có giá tiền nó hơi thấp một tí và phù hợp với kích thước mà mình đang mong muốn. Thì ở đây vậy nó đang cho kích thước của mình là 700 lận nè, 700 và gì chiều cao là 208. Đấy thì mình sẽ lấy thằng này. Rồi bây giờ chiều cao của cái phần cục bên trong, tức là cái cục máy bên trong á là 208, thì mình sẽ chia cái thằng này, mình sẽ đo ở từ dưới cái thằng thằng này này, mình sẽ đo này lo này là 300 300 ha, 300 là do gì, là do mình phải chừa thêm khoảng 20 để cho mình mở cái cánh cửa này ra, nếu mà trường hợp là gì mình sẽ sửa cái máy đó. 300 này. Rồi mình gì mình sẽ tạo một cái miếng gỗ. Đó, mình sẽ copy này ra. Rồi, mình sẽ scale hai này ra. Đấy. Rồi vậy scale này qua đây. Được. Rồi tiếp tục xóa đường giống đi. Rồi, bây giờ mình sẽ ấn hai cánh ở đây này. Hai cánh và vậy mình sẽ scale cái thằng này ra đây. Ra ngoài trước. Đó. Rồi tiếp tục copy thằng này xuống. Rồi xoay lại. Rồi xoay lại. Đấy. Và vậy mua nó vào. Sau đó gì? Mình sẽ scale lên. Nhau vào đây. Rồi, hiện hai cánh lên. Đó, được chưa? Thì mục đích của cái việc mà mình làm cái miếng này á là chẳng qua là gì? Để nó che đi cái phần bên trong thôi. Nó che đi cái phần cái cục máy bên trong ấy, khi mình mở ra thì nó gì? Mình sẽ thấy cái cục máy bên trong. Đó, cho nên là gì? Mình sẽ sử dụng cái thằng cái miếng này. Cái miếng này nè, để mình che đi. Đó. Còn nếu như mà mình không dùng cái miếng này thì cũng được thôi, không không có gì là không sai hết. Đó, rồi vậy. Và gì? Mình sẽ đỡ cánh vào đây thôi. Thì nó sẽ hơi dở một cái là khi mình muốn mở cái này ra thì nó sẽ thấy cái cục máy này bên trong mà thôi, còn không thì không sao. Nó hơi thô thôi. Đó. Rồi mình gì rồi, nhưng mà đối với ở trong cái cục này nè thì là nó sẽ có một cái lỗ, để cho nó có một cái lỗ này để cho cái đường ống nó đi lên phía trên, tại vì người ta sẽ sử dụng cái hút mùi, nhưng mà nó sẽ có, tại vì đối với những cái hút mùi bây giờ là nó sẽ có hai chức năng, một là nó sẽ xài bằng than hoạt tính đó,
Hai á, là nó sẽ xài bằng là quạt hút. Tại vì bản thân của cái máy hút mùi là nó đã có cái quạt rồi, nó có hai cái quạt lận. Đấy. Cho nên nếu như mà mình không dùng than hoạt tính á, thì nó sẽ cái gì? Chạy bằng quạt. Là nó sẽ hút cái mùi lên, đi lên trên để nó kết nối vào trong cái đường ống đi ra. Đúng chưa? Còn nếu như mà mình xài than hoạt tính á, thì mình sẽ không xài ống. Nếu như mà không xài ống á, thì mình sẽ không cần khoét cái lỗ này. Đúng chưa? Mình không cần khoét cái lỗ. Đó. Có nghĩa là gì? Khi mà mình thiết kế và mình chọn thiết bị cho khách hàng á, thì mình sẽ tư vấn cho người ta ở cái điểm này. Nếu như anh chị muốn sử dụng ở cái phần phía trên này được nhiều hơn để cắt đồ á, thì mình sẽ gì? Sử dụng than hoạt tính và 3 tháng là mình phải thay. 3 tháng là mình phải thay cái than đó. Còn nếu như mà mình dùng cái gì? Cái ống thì bắt buộc là gì? Chỗ trên này là phần cắt đồ của mình sẽ không có nhiều. Nó rất là nhỏ. Đó, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về cái vấn đề mà vệ sinh đó, thì nó sẽ là 6 tháng vệ sinh một lần. Tức là nó sẽ gấp đôi hơn so với thằng than kia. Đấy, cho nên là cái vấn đề khi mà mình chọn vật liệu là mình sẽ tư vấn cho khách hàng. Đó, cái đó là bắt buộc. Rồi, ở đây là gì? Mình sẽ đi tạo cái tấm hậu. Nếu mà ở đây nha, ở đây nha, khi mà mình làm cái tấm này là nó sẽ, nếu như mà mình gắn ở cái tấm này á, thì lúc này chị phần bản lề của mình là nó sẽ chỉ được gắn ở trên này thôi, không gắn ở dưới này được. Tại sao? Tại dưới này mắc miếng gỗ mà nó đâu có chỗ nào nó gắn được, đúng không? Cho còn nếu như mà mình bỏ cái miếng này đi á, thì bản lề mình lúc này gì, nó sẽ bắt ở đây một cái, ở phía dưới này một cái. Đấy. Cho nên là nó cũng sẽ có những cái bất hơi bất tiện nha. Nếu như mình gắn ở trên này một cái này, ở đây một cái này, thì cái phần cánh của mình nó sẽ thời gian mình sử dụng á, nó sẽ hơi bị sợ cái cánh xuống, tại vì cái phần mà đỡ nó giữ nó neo á là nó nằm bè hết trên này rồi, phía dưới này nó trống mà không có gì hết. Đấy, cho nên là khi mà mình thiết kế thì mình cũng sẽ tính toán những cái vấn đề đó. Nói chung là mọi thứ đều là nó sẽ có hai mặt hết, chứ không có thằng nào mà nó hoàn hảo hết. Đấy, cho nên là mình cứ được cái này thì mất kia, thì nói chung là mình vẫn cứ tư vấn hết cho khách hàng để cho người ta hiểu được thôi, hiểu được cái bản chất của nó. Chứ không mà khi mà mình làm rồi á mà lên ráp mà đến lúc mà tới giai đoạn mà nghiệm thu mà khách hàng người ta vào, người ta mới tan bành ra hết rồi, người ta xem mà người ta nói ủa cái chỗ này sao anh không che đi, thì nó cũng phiền. Đấy, cho nên là mình cứ khi mà mình thiết kế thì cứ tư vấn nói rõ hết các vấn đề cho khách hàng người ta nắm được, thì mình sẽ ok hơn. Đấy, cho nên là cái giai đoạn mà gọi là cái giai đoạn khó khăn nhất đó mà lộn tiền khách hàng vẫn là cái giai đoạn mà đi nghiệm thu. Tại vì nghiệm thu nó là cái giây phút cuối cùng mà đỡ bàn giao cái một cái sản phẩm hoàn thiện không lỗi. Đấy, cho nên bắt buộc là khi mà tất cả những cái gì mà liên quan đến ráp rồi, thì mình sẽ có tầm là 2 ngày để fix lỗi và dọn vệ sinh công nghiệp để bàn giao lại cho khách hàng. Đó, cái đó là cái khâu cuối cùng, là mình phải mất 2 đến 3 ngày để mình làm việc về cái vấn đề đó. Đấy, cho nên là mình phải luôn luôn là gì, là nếu như mà đợi mà hạn chế vấn đề thì có chứ, bảo hành 5% nữa. Đúng rồi, có nghĩa là khi mình đã bàn giao cái công trình rồi á, là mình sẽ không bao giờ lấy là hết được tiền, lúc nào nó cũng sẽ giữ lại cho mình là từ 5-10% tiền bảo hành. Đấy, chứ còn mà nếu như mà lấy hết thì nó mới buồn nó bỏ nó nháy thì sao, biết ai lấy thằng nào ra đâu bảo trì, đúng không? Cho nên cái gì thì bây giờ là bắt buộc là khi mà bàn giao công trình là lúc nào nó cũng phải giữ lại từ 5-10% hết. Đó. Nếu như mà cái hợp đồng đó gì, cái giá trị nó thấp á, thì nó gì, nó sẽ giữ lại cho mình là 5% thôi. Còn nếu như mà hợp đồng mà cái giá trị của nó cao từ 500 triệu đô la thì nó phải giữ mình 10% chứ. Nếu mà 5% thì ít quá, nó đâu có được đâu. Đấy, cho nên là nó phụ thuộc vào cái giá trị hợp đồng nữa. Rồi, mình sẽ tạo cái miếng hậu cho nó nè. Rồi, scale lên. Đó. Rồi, hiện lên. Rồi, tiếp tục ở chỗ này. Thì bây giờ là gì?
mình sẽ chia, một là chia cái thằng này ra làm hai cánh, hai là mình sẽ đi dùng máy luôn đó. Còn nếu như vậy ở đây gì, hiện tại mình đang đợi ở chỗ này nè, nó đang là hai cánh mở thì bên này mình cũng sẽ cho hai cánh mở luôn cho nó theo cái form đó. Còn bên này gì, ở cái khu vực này giống như là mình đang cho một cái điểm nhấn cho nó thôi, cho nên là mình không muốn cái điểm nhấn này lặp lại, tại vì cái khi mà mình lặp lại ở bên này là gì, là cái cánh nâng nữa thì nó sẽ trở nó là đối xứng, cho nó đối xứng mất, cho nên là nó sẽ không đẹp đấy, cho nên là mình phải chia theo thằng này luôn. Rồi copy thằng này qua. Đó. Rồi thoát ra ha. Rồi tiếp tục là gì? Mình sẽ đi tới là cái bếp. Cái bếp trên. Cái phòng phía dưới này là không có tấm đáy nha. Không có tấm hậu cho nhầm. Tại vì cái phần này là gì? Nó sẽ gắn, nó sẽ không tracker vào trong tường và đỡ nó gắn cái máy hút bụi vào trong tường á, cho nên là mình sẽ không làm gì chỗ này hết. Rồi bên này là khay chén 2 tầng này. Bên này vậy mình sẽ làm một cái đợt để mà cất đồ. Đó, rồi thì mình sẽ kéo vào đây. Để ship để cho nó khó hướng. Đó, rồi. Tiếp tục là vậy, scale ra. Rồi, bấm phím K để cho nó hiện lưới và bấm S này. Giống vào đây. Rồi, thằng này vậy ấn này đi. Thằng này cũng làm giống vậy, copy qua. Để ship được khó hướng. Đó, rồi scale nó vào. Phím K để hiện nó ấn. Rồi. Rồi hiện cánh lên. Đấy. Đã coi như là mình đã xử lý xong một thằng này. Rồi, bây giờ bắt đầu cái thằng này. Nó đang bị lõm này. Mình gì? Tịnh tiến cái ông này ra. Đúng chưa? Mình sẽ tịnh tiến cái ông này ra đây. Mình sẽ quét chọn hết thằng này ha. Đấy. Rồi cái phần này gì? 20. Đó. Đấy. Rồi, hiện lại cái bếp trên này. Rồi tiếp tục ấn này đi, ấn cái đóng đi. Rồi bây giờ ở đây cái bếp này, ở sau khi mình làm ở phần xong cái phần bếp dưới rồi á, thì cái bếp trên này á, nó là gì, nó là cái nơi ở kho tạm để cho mình cắt đồ. Thì mình sẽ có hai cách, một là mình sẽ làm bằng với cái thằng phía dưới, hai là mình sẽ làm bằng với cái thùng 600 ở đây. Khi mình làm bằng với cái thùng 600 á, thì cái diện tích cắt đồ của mình nó sẽ nhiều hơn, cho nên là gì, mình sẽ có hai cách để mình lựa chọn, một là cho ra, hai á là làm bằng. Đấy. Thì thông thường á, để mà khi mà làm bằng như thế này nè, thì cái cục này nó sẽ nhô ra và sẽ không có điểm nhấn. Có nghĩa khi nếu như làm như thế này nè, thì vậy cái phần trên, do cái phần trên của mình nó ngắn á, cho nên là gì, cái điểm nhấn của cái bếp nó không có nhiều. Đấy. Rồi bây giờ để mà làm cho cái điểm nhấn của cái bếp này được, nó được đôn cái bếp này lên á, thì vậy mình sẽ đẩy cái thằng này ra, mình sẽ làm cho cái bếp của mình nó đẹp hơn một tí. Đấy, tức là nó sẽ có điểm nhấn ở đây. Thì khi mình nhìn vào này là mình thấy gì, cái phần này nó đang lọt thổm vào, thì cái thằng này chính là cái thằng tâm điểm, đúng chưa? Còn phía này vậy, nó đang nhị nhô này, mình sẽ đi theo này. Đó, phần này là gì, là 600, phần này là phần chỉ có 400 thôi, cho nên lúc này là nguyên cả cái cục này nó sẽ là cái cục tâm điểm cho cái bếp. Đấy, cho nên là mình phải đánh vào cái thị giác của người nhìn. Rồi ở đây thì mình sẽ offset vào là, mình sẽ mua vào là 20 để tạo cánh này. Rồi cũng tiếp tục là gì, offset thằng này vào 20. Và
20 hoặc là gì, mình sẽ copy này lên. Đấy, nó sẽ công cách nữa, copy này lên ở edit lại thôi. Nhớ vào đây. Đó. Rồi. Bây giờ sẽ xóa đi cái những cái thằng mà không cần thiết. Sẽ ấn cánh đây nè. Đó. Và rồi gì? Sẽ mu cái đó mình xuống, loại trừ. Scale này xuống. Đấy. Xóa này đi. Rồi, bây giờ gì? Mình sẽ chiên hết toàn bộ cái thằng này xuống phía dưới. Đấy. Rồi mình sẽ delete thằng này đi. À, delete thằng này đấy. Xóa này luôn. Rồi tiếp tục. Keo này xuống đây. Đấy. Delete thằng này đi. Đó, delete cái tấm hậu luôn. Delete cái tấm hậu đi. Rồi tí nữa mình sẽ làm lại tấm hậu. Rồi, ở đây gì? Xóa này đi. Rồi cái thằng này sẽ keo xuống. Tức là những cái thằng nào mà không cần thiết thì mình sẽ delete đi, đưa tí mình vẽ lại cho nó nhanh. Delete thằng này đi luôn. Đấy. Rồi tiếp tục là gì? Quét cả cái thằng này. Scale xuống. Đó. Rồi bây giờ cả cái thằng này gì? Mình sẽ lùi ra, đẩy lùi thằng này ra là 600 này. Thì mình sẽ gì? Kéo này ra. Đấy. Cái thằng này nó đang bị thấp hơn nè. Ồ nó bị mất không đứa một phân rồi. Rồi. Một lần. Mẹ cái bàn phím chó chết. Mình sẽ scale này qua đây luôn. Đấy, rồi mua này lên. Rồi tiếp tục quét chọn cả cái đống này. Rồi scale lên. Cái bàn phím được anh nha. Đấy. Tiếp theo là gì? Mình sẽ mua hai thằng này xuống, copy xuống hai đây, thả vào đây. Đấy. Thấy chưa? Lúc này gì? Hai cái khối này là đều là riêng biệt hết, nó không có dính nhé. Cho nên là gì? Ở cái thằng chỗ này là mình chỉ cần một miếng thôi, một miếng 20 thôi. Đó, scale này vào. Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu là gì? Làm tấm hậu và đi chia cánh. Đó, làm tấm hậu cho nó. Đấy, move vào là gì? Move vào là một phân. Rồi scale phần này lên. Đấy. Rồi tiếp tục. Rồi bây giờ ở đây thì về cái vấn đề mà chia ở trên này thì mình sẽ không thể nào mà mình chia giống ở phía dưới được. Tức là mình gì? Chỉ canh thôi, canh khó thôi ha. À, nếu như mà mình chia theo cái cánh ở phía dưới này, tỷ lệ cánh ở phía dưới này á, thì nó sẽ gì? Cái phần phía trên này nó sẽ rất là nhỏ. Đấy, tại vì mình đang gì? Để tận dụng được các đồ mà. Thì mình không thể nào mình chia theo cái này được. Thì mới buộc ở đây á. Tại vì mình sẽ phải chia lại. Đấy. Mình chia lại cho cánh nó hợp lý hơn một tí. Nhưng mà mình canh làm sao mà để cho cái phần đường nối ở phía dưới này, tức là cái đường này, nó thẳng hàng thì là tốt nhất cho mình. Đấy,
Thì giờ mình thấy ở đây gì? Ở đây là mình sẽ được nè, bên này là gì? Một cánh này. Bên này là gì? Một cánh này. Đó, là coi như là mình được hai cánh rồi. Chỗ này. Đúng không? Thì cái chỗ này á, là mình sẽ copy cái thằng này, mình sẽ mua thằng này vào đây. Rồi sẽ delete cái này đây. À, coi như lúc này là gì? Nó là một cái module. Nguyên cái cục này là một module này. Đó, rồi bây giờ ở chỗ này. Chỗ này là gì? Mình đang có cái phần nhỏ nhỏ phía dưới này á. Mình sẽ delete này đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ mua cái thằng này qua. Đó, coi như là gì? Là bên này là một khối, bên này là một khối. Đấy. Rồi, mình sẽ tạm thời xóa này luôn. Rồi, bây giờ tiếp tục là gì? Cái khâu chia cánh. 507. Mình đang bị mất đi là 10 này. Offset này ra. Scale vào đây. Ủa nó bị cái gì vậy ta? Scale lại nè, scale cho nó ra nè, vào đây, đấy, rồi, bắt đầu gì, đi vào cái khâu chia cánh, đó, cái thằng này gì mình sẽ phải scale vào, đấy, rồi mua cái thằng này ra. 20. Rồi kéo này lên. Đấy. Thấy chưa? Thì lúc này vậy nó vẫn theo một cái đường thẳng. Theo một đường thẳng hết. Rồi bắt đầu gì? Ở cái chỗ này thì mình sẽ chia đôi thằng này ra. Cưa đôi ông này ra. Đấy, xóa này đi. Rồi kéo qua. Đó. Rồi. Bây giờ gì? Ấn thằng này đi. Kéo thằng này vào đây. Đấy. Tiếp tục là gì? Scale thằng này vào. Đấy. Rồi. Bên này gì? Mình cũng sẽ chia cánh, cũng sẽ chia ông này ra là gì? Làm hai. Đó. Scale thằng này ra. Rồi, chia đôi. Xóa này đi. Sau đó copy qua. Đấy. Rồi, hiện lên. Ấn này đi. Rồi, copy thằng này vào đây. Rồi, kéo vào đây. Để ship đỡ khó hướng. Đấy. Rồi ấn này đi, ấn này đi. Rồi, scale này vào. Đó, rồi hiện lên. Đấy. Thế gì? Lúc này là gì? Theo một cái đường thẳng ở đây, đường thẳng ở đây, đúng không? Và cái thằng này thì không cần. Tại sao? Mình muốn là ở phía trên này là khối tách biệt thôi. Đó. Đấy. Bếp ha. Rồi. Bây giờ gì? Tới cái tiết mục là gì? Đi chọn thiết bị cho vào. Đấy. Mình sẽ đi Google tìm này. Đối với những cái thiết bị này á thì mà gì? Mình sẽ phải trữ. Đấy, phải trữ. Một là trữ cái model, hai là mình sẽ lên trên trang Badoo Warehouse này. Đó mình search lại về. Đây mình kitchen này. Đó. Đấy. Rồi mình sẽ lấy gì? Máy hút mùi đúng chưa? Một cái. Rồi, tiếp theo là gì?
Mình sẽ đi kiếm một cái chậu rửa nào đó nhìn cho nó ok hơn một tí. Khe chén 2 tầng này. Rồi mình sẽ đi kiếm cái tủ lạnh này. Đấy. Nó có rất là nhiều thứ. Hôm nay thì mình phải đi kiếm thêm cái thằng là chậu rửa mà nó có cả cái tay nắm luôn nè. Nó có cả cái vòi luôn. Đây, mình sẽ có thể đi lấy thằng này. Đấy. Rồi, tải về. Tải cái này về. Mới lên luôn. Cái này có gửi với Zalo không? Hay gửi với luôn hả? Tao gửi vào đâu ra đợi khoa mất công đi tìm. Rồi, thì trước tiên mà để đưa một cái model vào trong cái bài của mình á, vậy mình sẽ phải quét chọn này, đúng chưa? Rồi vào trong cái mục là gì? Extension này, chọn array và VIP data ở đây. Đó, mục đích của việc làm này là xóa đi hết tất cả những cái tính chất vật lý để cho cái model mà đưa vào nó không có bị lỗi. Đó, mà render ra không bị lỗi. Rồi, tiếp tục gì? Quét chọn này, copy. Đó, sau đó gì mình save này lại. Chuyển nó về là giờ số 8. Rồi lưu. Đấy, sau đó vậy mình sẽ delete thằng này đi. Rồi. Vậy mình sẽ copy vào đây, theo vào đây. Đó. Sau đó vậy xoay lại. Rồi, tiếp tục vào đây. Mua cái thằng này vào. Mua nó vào đây. Phím kè nó lờ mất thôi. Rồi, hiện tại cái thằng này là 900 lần này, mình sẽ scale lại này. Scale lại. Đó, cho nó vừa. Rồi mua thằng này ra. Rồi scale tiếp. Rồi tiếp tục là gì? Mua thằng này ra. Rồi, xem một thằng ha. Tiếp tục là mình sẽ đi gì? Đi tới cái thằng là bếp nấu này. Tức là cái bếp từ này, xong đó mình delete này đi, tắt đi. Rồi mình sẽ đi kiếm cái gì? Cái bếp chậu rửa. Đây là cái máy cái lò nướng này, mình sẽ lò nướng này là mình sẽ đi boss copy. Cái lò nướng này là nó thấp rồi. Mình sẽ lấy cái lò nướng nó cao hơn một tí. Này nó không có model ta, model xấu rồi.
micro quay. Bot này đúng không? Cái này nó không có cái map nên mình phải cần kiếm một cái nào đó nó có cái map á. Nhìn cho nó thật hơn. Cái này sợ nó chơi map không chứ. Mình còn một cái gì đó nó liên quan tới model, nhìn nó thật hơn, render ra cho nhìn nó thật hơn. Đúng rồi, mình là hình ảnh không? Đây kia con. Nó ra dùm cái, nhanh dùm cái. Đứa nào cũng vậy. Map xóa này đi. Rồi đây này là đúng rồi, nó có được cái nghi khói thì cũng được đó. Mình sẽ copy này ấn rồi quét chọn này, cũng chọn là Play Tool VIP Data. Đó, sau đó gì copy rồi vào trong cái bài của mình, thả nó vào đây đó, sau đó gì xoay này lại. Đấy, rồi bắt ngay cái điểm này. Thả vào đây. Mua lên là gì? 20. Rồi, mua này qua là gì? Qua 5 ly. Rồi, cho nó không hở ra. Rồi, xong cái phần là nước ha. Rồi, tiếp tục là gì? Mình sẽ đi tới cái bếp nấu. Đấy, mình sẽ đi tìm cái bếp này. Cái bếp. Rồi, cái tủ lạnh. Đấy, mình sẽ gì? Smooth cái tủ lạnh tới, tại tủ lạnh này nó đang cái mặt của nó này. Đó, nó đang bị vỡ này, mình sẽ phải smooth lại tí. Đó, rồi. Cũng gì? Whip data thằng này đi. Copy. Bắt vào đây. Đó. Rồi, đẩy lùi thằng này vào đây. Rồi, đâu rồi ha. Rồi bây giờ nó đang scale này, scale con này xuống. Tủ lạnh một cánh này nó không có cao đâu, nó chỉ cao tầm là 1m73 thôi, không có cao nhiều đâu. Đó. Rồi. Cái nào? Đồ gì?
Thì có nghĩa là mình có thể là mình sẽ kiếm đồ hãng cũng được, mình cho vào. Tại nhưng qua ở đây gì, model của mình cho vào là đỡ tượng trưng là vị trí đó là mình gắn cái gì thôi. Tức là 3D là mình chỉ là tượng trưng thôi, chứ còn nếu như mà nó thật sự mà gọi là chơi model mà của hãng á, thì thứ nhất là gì, là mình phải model lại. Hai á, là mình phải làm khối bóc và gì, ép cái hình của cái hãng nó vào thì may ra là mình mới chơi được đấy. Chứ còn thông thường là mình sẽ lấy một làm model tượng trưng thôi. Cũng như cái lò nướng này cũng vậy, thì là gì, mình cũng chỉ lấy model tượng trưng thôi. Chứ còn thông thường là mẫu thì tất nhiên là mẫu thực tế rồi, chứ ai đâu lấy mẫu 3D làm gì. 3D nó chẳng qua nó chỉ là cái sản phẩm tượng trưng đó, cho mình bỏ vào cho có thôi. Đó, rồi chỗ này tiếp tục là cái gì, mình sẽ xem này lại, chuyển thằng này về là gì, số 8. Đó, xong xóa ra tắt này đi. Rồi, món này lên. Này là cái bếp nấu này. Bếp nấu. Thì quét chọn này. VIP data cũng VIP data. Nói chung là tất cả những cái thư viện mình đưa vào đều là phải xóa cái đi tính chất vật lý của nó, để qua bên file của mình nó sẽ đỡ bị lỗi hơn. Ctrl là sao? Không, có nghĩa là nó không có nhẹ gì hết, nó chỉ xóa đi những cái tính chất vật lý chẳng hạn như là gì, là độ bóng này, bóng mờ, bóng hay là bóng mờ hoặc là bóng kính, rồi có bùm hay không đấy, thì nó chỉ xóa đi những tính chất vật lý thôi. Còn còn cái map của nó thì nó vẫn giữ đấy. Chẳng qua là khi mình xóa đó, để mình qua bên này để mình làm lại thôi, cho nó không có bị lỗi thôi, chứ không có gì hết. Rồi thằng này là gì đó, sau đó gì, kéo con này xuống để phím ship đó cho nó bắt đó, rồi để ship đấy, rồi kéo con này ra một tí đó. Bếp này, bếp mua này. Rồi bên này là cái khoan, cái khay chén hai tờ, cái khay son nồi, rồi mình đi đó. Rồi tiếp tục bên này là gì, cái thằng là bộ khay chén hai tầng đấy. Thì cái chỗ này á, thì mình một á, là mình sẽ sâu luôn, còn hai á, thì nếu như mình không kiếm ra model á thì gì, mình sẽ để im, mình để im nó cũng được. Rồi còn nếu như mà kiếm có model thì mình sẽ cho vào đấy. Rồi mình sẽ tụi mình sẽ đi tay cái chậu rửa này về. Mở lên. Đúng rồi, nó mất hoàn toàn. Tức là trong cái file của mình nó sẽ mất hết. Nếu như trường hợp mà cái file mình đang vẽ, mình vẫn có map đàng hoàng, nhưng mà mình chưa set một bất kỳ một cái vật liệu gì hết. Có nghĩa là nó vẫn, ví dụ như khi mình copy cái thằng này bỏ vào, copy thằng kia bỏ vào đúng không? Mà nhiều khi mình quên. Đấy, mà trong khi đó thì cái file của mình đang vẽ, mình chưa có làm gì hết, cho nên là gì? Mình vẫn VIP data được. Có nghĩa là mình vẫn xóa đi tính chất vật lý của cả file được. Ok hết, không sao. Tại vì sao? Khi mà một cái vật liệu, một cái model mình cốp từ cái file này vào cái file của mình á, thì nó sẽ sinh ra hai trường hợp. Thứ nhất là trùng tên vật liệu. Đấy, một khi nó đã trùng tên vật liệu thì nó sẽ gây ra lỗi. Thứ nhất là gì? Lỗi là nó sẽ bị mất cái vật liệu cho cái thằng mới copy vào. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai á là khi mình copy vào rồi á, là gì? Là nó sẽ bị gì? Đen. Render đó nó bị đen hay là render đó nó bị bung. Đấy là cái trường hợp là nó sẽ bị giống như kiểu là nó bị xung đột ấy, nó bị xung đột á. Đó. Cho nên là gì? Là nếu như cái file của mình chưa tới cái giai đoạn là gì làm vật liệu á, thì mình cái việc cốp thả vào, rồi sau đó gì dọn lại một lần, để khi mà mình dọn cái thằng đó
là nó sẽ có chức năng là gì? Xóa đi tính chất vật lý là một. Xóa đi tính chất vật lý. Thứ hai á là gì? Xóa đi reset lại cái setting của vray. Đấy, tức là nó reset là hết. Cái thứ ba nữa là nó sẽ gì? Reset lại tất cả những cái vật liệu mà mình đã cho vào. Nếu như trường hợp hai cái vật liệu nó trùng tên với nhau thì lúc này mình copy mình thả vào rồi á là nó sẽ tự động nó reset. Nó reset lại hết vật liệu. Đấy, cho nên là gì? Mình sẽ không sợ về cái vấn đề là nó sẽ bị trùng tên nữa. Nếu như thằng nào bị trùng tên thì nó gì? Nó sẽ thêm một cái dấu thanh màu là nó đỡ nó cho mình nhận dạng cái vật liệu đó là bị trùng. Đấy, cho nên là gì? Là chưa, trước khi mà chưa làm vật liệu thì mình cứ reset thoải mái, không vấn đề gì hết. Đó. Rồi cái thằng này quét chọn hết. Rút lại, rồi sau đó là gì? Rồi VIP hoặc là copy thẳng vào kia VIP luôn cũng được. Rồi sau đó là gì? Bắt vào bên file của mình. Bắt vào đây. Sàn gỗ đã làm rồi. Thì kệ không sao, sàn gỗ đấy để đâu sao, không có gì hết. Rồi bây giờ xoay cái thằng này lại này. Thằng này nó đang bị chạy này, sai này. Mình sẽ gì, xoay thằng này lại. Ủa nó đang bị thế này luôn. Rồi, đợi từ từ mình sẽ giải quyết thằng này, không có gì hết. Rồi, xoay này lại. Đó, rồi một cái. Tiếp theo là gì? Mình sẽ xóa đi cái thằng này. Xóa cái đường giống rồi đi. Rồi bây giờ là gì, mình sẽ xoay cái thằng này lại. Đó, xoay thằng này lại, mình sẽ vẽ một đường giống là ha, vẽ một đường giống. Rồi mình sẽ copy cái thằng này về đây, mình sẽ lấy được một cái điểm chuẩn trước đó. Rồi dùng cái lệnh xoay trong xu mặc định là gì, mình bấm phím vừa kép này, phím Q này, sau đó kích vào điểm bắt đầu này, rồi kích vào điểm thứ hai, sau đó giống lại theo cái đường sin mà mình đã tạo, rồi sau đó xóa đường sin đi. Đấy, rồi sau đó unwrap thằng này ra, cái floor này ra, rồi group lại. Đó là mình được có được một cái group mới ha. Rồi xoay lại. Đấy, tiếp tục kéo thả vào đây. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ edit điều chỉnh lại cho nó. Bây giờ ở đây á là gì? Ở đây là giờ mình đang có là cái miếng này. Cái miếng này thì mình không cần thiết thì mình sẽ edit lại luôn, kéo nó thả vào đây. Kéo nó vào. Quét chọn này, sau đó giờ bấm phím Ctrl Z này để cho nó hiện cái nét ẩn nó này. Rồi move vào. Đó. Di chuyển nó vào đây. Rồi. Rồi bấm phím Ctrl Z để cho tắt nét ẩn đây. Rồi tiếp tục là gì, mình sẽ di chuyển cái thằng này qua đây một chút. Đó, và scale này ra một tí để cho nó. Rồi để cho nó vừa trong cái khớp trong con này. Rồi tiếp tục là gì, mình sẽ đi edit cái mặt đá. Đấy, mình sẽ cắt cái mặt đá này. Rồi kéo xuống. Khi mà mình vẽ cái mặt đá này, mình khoét lỗ á, thì mình khoét lỗ bất kỳ nha, khoét lỗ bất kỳ để cho cái, có nghĩa là mình đang canh cái thằng này, nên là mình khoét lỗ bất kỳ rồi sau đó là gì? Mình sẽ làm công đoạn là canh lại. Đó. Cho nên là không cần phải ngồi mà canh kê rồi cho nó cực nha. Chứ còn mình chỉ cần khoét một lỗ bất kỳ thôi. Đấy. Rồi, thì sau khi mình cho thằng này vào gì thì mình sẽ quét chọn thằng này vào vray. Hoặc là không cần quét chọn cũng được, cho nó sẽ boot hết toàn bộ luôn. Tool. Rồi. Đó. Để cho nó dọn hết cái phần kia. Rồi ok này. Ok tiếp này. Đó là xong. Là coi như đi, mình sẽ không lo về cái vấn đề kia nữa. Rồi hiện lên toàn bộ này. Đó.
Có nghĩa gì? Lúc này cái sàn gỗ của mình nó vẫn giữ nhưng mà nó không có tính chất vật lý thôi. Đấy. Tức là gì? Tính chất vật lý nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm trong cái bảng ở đây nè. Là nó chỉ có cái map diffuse thôi. Đó, vật liệu sàn gỗ. Đây. Có nghĩa lúc này nó chỉ có cái map này. Lúc này mình thấy là gì? Ở trên cái phần review của nó là nó sẽ không có bất kỳ một cái chế độ bóng gì hết, nó chỉ có là một cái hình mặc định thôi. Đấy, không có bất kỳ một độ bóng gì hết ha. Thì mình độ bóng nó nằm ở đâu? Độ bóng nó nằm ở phần refract này. Refraction. Refraction là gì? Là liên quan tới cái phản xạ. Còn cái refract là nó liên quan tới khúc xạ, là nó liên quan vào phần nước làm độ trong suốt á, thì mình mới dùng cái thằng này. Còn làm vào phản xạ thì mình chỉ dùng thằng refract thôi. Đấy, để muốn có độ phản xạ này kéo này lên thôi. Đấy, mình thấy nè, lúc này là gì? Mình thấy là lúc này nó đã có được cái tính chất phản xạ ra này. Đấy, thì mình viết cái kia là để nó xóa đi cái tính chất này. Đó, cho nên là gì? Mình sẽ kéo này vào lại. Đấy. Thì cho nên là bắt buộc là mình phải làm cái cách này, phải làm cái đó để cho nó hạn chế cái phần lỗi. Bây giờ mình sẽ cho thêm một số cái phụ kiện vào nữa để cho nó review cái phần bếp này lên cho nó dễ nhìn. Mình sẽ ghi là phụ kiện bếp. Đây mình sẽ tán này về này, hay là thằng này. Đó, ở đây này, ở đây nó có, nó cho mình này có cái bộ là gì, bộ tay năng di chuyển được này. Đấy, cho nên là mình có thể mình dùng cái này cũng được. Đây là tay năng di chuyển, còn cái thằng này á, nó là gì, là tay năng, cái này là bộ khay cố định bắt vào thôi. Đại đa số bây giờ thì nó sẽ sử dụng là tay năng là nhiều, tay năng di chuyển, tại vì nó sẽ có nhiều người người ta lùng á, cho nên là gì? Nó sẽ việc cầm tay năng kéo xuống như thế này, thao tác nó rất cũng tiện nữa, khỏi phải nhón nhít hoặc là làm gì trong cực. Đúng rồi, thì toàn bộ thằng nào cũng đều là gấp. Ví dụ như nếu như mà mình dùng cái loại cố định nha, thì nó sẽ có hai loại, một là mình nâng lên cũng được, hai á là mình sẽ làm cánh mở ra. Đối với cái tay mà đối với cái bộ phụ kiện mà cánh chót. Còn đối với cái thằng mà tay nâng kia thì là mình bắt buộc mình phải làm tay nâng lên như thế này, rồi sau đó mình mới kéo cái thằng kia xuống. Không có xài cánh mở là nó sẽ bị kẹ cái bắt tay của cái tay năng đòn ấy, là nó nằm nó gẹp bên hông này, sẽ bị cắn nó. Đấy, cho nên là cũng thể tùy thuộc vào cái phụ kiện mà mình sẽ chia cánh nữa. Rồi ở đây mình cũng sẽ whip thằng này đi, rồi sau đó là copy cho vào thôi. Đối với những cái thằng này là tượng trưng nha, chứ còn cái thiết bị bên ngoài là nó sẽ khác đó. Mấy thằng này nên là mình bỏ vào để tượng trưng cho người ta biết là cái vị trí cho nó mình sẽ gắn cái phụ kiện gì. Đấy, mình sẽ copy thằng này. Có chứ, mình phải sâu liên tục. Nó có nghĩa là mình phải sâu hàng ra để cho khách hàng người ta biết là mình đang có cái gì chỗ đó. Đấy. Chứ không có là không được, cái đó là bắt buộc rồi. Đây chỗ này nè. Đây ở đây là bên đây là thùng gạo đúng không? Bên đây là thùng gạo này. Bên này là vậy, bộ ray gia vị đó, thì mình sẽ kéo này ra, mình cho ra gì 600 chẳng hạn, hay là 500 đó, 600 đi. Rồi tiếp tục là gì, mình sẽ hỏng này đi, sau đó gì bắt cái phụ kiện nó vào đây, bóp phụ kiện đây. Ủa, nó chạy nó mất rồi, bắt nó vào đây. Rồi sau đó gì, tinh chỉnh, rồi tiếp tục đẩy thằng này, kéo này ra đó, đây này lên là 30, rồi sau đó rút thằng này lại đấy, rồi mua thằng này vào, cho thằng này vào là 300.
đấy. Như vậy thì mình đang sâu cho khách hàng, người ta biết là ở chỗ này là nó trước cái gì gì đó. Rồi bên này là gì? Bên này là cái thằng thùng gạo này, bên này là gì? Là cái khay chứa cái dao thớt. Đó, dao thớt cái nằm bên này. Đó. Rồi cái thằng này thì cũng sẽ copy qua. Xé nó ra một tí, ra là đấy. Rồi, bấm U đó, tắt đi, sau đó bắt vào đây. Bắt thằng đó vào đây. Mình có gì di chuyển thằng này qua đây chút. Sơ để cho khách hàng người ta biết như vậy thôi. Còn nếu thích thì chỗ này thì mình sẽ cho thêm này ra một tí nữa cũng được. Chỗ này dùng phím quay xoay ra một góc. Đấy. À, như thế này ha. Này là mình sẽ đặt cam lên là 1 mét, chọn cam get view đấy, lùi cam ra một tí, chọn chế độ 2 điểm tụ, chọn cái chế độ 2 điểm tụ này đó, và sau đó lùi cái view ra 1 2, hay chọn cái view mình sẽ rộng một tí, sau đó update. Rồi xong, có nghĩa là mình muốn view nào thì việc kích vào đây là nó nhảy vào đó thôi. Đấy. À, vậy là sâu đồ ha, sâu đồ ra cho người ta thấy được cái không gian bếp nó là nó bao gồm những cái gì đó. Rồi vậy là xong, mình đã xong cái phần bếp và ráp phụ kiện nó vào. Đấy. Rồi bữa sau là mình sẽ đi dựng cái tủ giày này, bàn ăn này. À, thì ở đây á, bàn ăn nó sẽ có hai dạng, một là mình sẽ tự vẽ hai á là mình sẽ đi kiếm model cho bạn, giống model như bữa trước em hỏi đấy. À, thì nó sẽ là gì, đi kiếm model nhét vào thôi. À. Rồi cái bộ sofa thì chắc chắn là mình sẽ phải đi lấy model rồi, mình không thể nào mà ngồi thiết kế sofa được đấy. Thì sofa đi kiếm model này, bàn ăn có thể đi kiếm model hoặc là thiết kế đó. Rồi còn cái phần thiết kế là mình sẽ bao gồm cái gì? Thứ nhất là tủ giày là một này, vách tivi là hai. Rồi ở bên cái bức tường này nếu như có thiết kế thì mình cũng sẽ thiết kế luôn, còn nếu như không thì mình sẽ làm một cái gì, trang trí một cái gì đó mà để cho cái thằng này nó bớt đơn điệu đi đấy, thì mình sẽ xử lý hết. Thì nếu mà nói phần thiết kế ở cái phòng khách bếp này thì là tính ra gần hết rồi. Nó chỉ còn một cái này, hai cái này, ba này, và cái này là bốn, chỉ còn bốn phần nữa thiết kế thôi. Rồi xe phần này lại. À, ở đây còn thiếu một cái nữa. Ở đây là gì? Mình đang thiếu là cái phần kính bếp này. Đấy, cái quan trọng nhất. Đó. Rồi, mình cũng sẽ sử dụng cái thằng này. Đó, sau đó chọn này 650 và cái kính của mình là 10 này, kính trúc tạo. Rồi mình sẽ bắt từ bên này bắt qua. Đó. Qua đây. Rồi qua đây. Đó. Rồi, bây giờ nó là ba cái group R riêng biệt thì mình sẽ group lại 1 2 3, rồi sau đó bấm phím X để group lại này. Rồi tiếp theo là gì, cho hai cái thằng này nó dính lại với nhau, quét chọn và chọn cái blue in hàng lại đây, cái thằng này là soi tung đó. Đây kích vào đây để cho nó hàng lại với nhau. Đấy,
lúc này nó hàng này, nó hàng chết rồi luôn này, thấy không? Rồi bên này thì vậy cũng vậy luôn, quét chọn này hàng lại đó. Rồi bây giờ mình sẽ chia thằng này ra. Rồi mình sẽ gì, kích thằng này ra là 400 cho bằng với cái bếp và đi xuống là 300 hoặc là 250 cũng được. Ở đây mình cho 250 đi. Rồi nói thằng này lại, nó vào đây chưa? Rồi tiếp theo là mình sẽ gì, mirror nó qua đó, mirror thằng này qua, sau đó xóa này đi, xóa luôn cái đường giống. Rồi tiếp tục qua bên này, xóa này đi luôn đó. Đấy thì lúc này vậy cái phần kính của mình này là mình có, cho dù mình có rứa vậy là nước nó không bắn vào thông thường, nó không bị hư. Đấy, cái phần kính này nó đã chặn hết. Và ở cái phần này là nó sẽ test, nó sẽ test keo silicon, cho nên là cái phần này thì nó liên quan đến thi công và nó dở rồi đó. Mình seal lại. Nó quay cái nào? Xoay hả? Thì thực ra nó chỉ có đúng một cái lệnh xoay đó thôi. Có nghe giống như bữa trước, cái bữa đầu là mình nói là gì? Là trong xu là nó có tới 3 cái lệnh xoay. Thứ nhất là cái lệnh quy, có nghĩa là xoay đối tượng, vừa xoay đối tượng mà vừa giống luôn. Đấy. Còn nếu như mà chỉ gọi là gì? Đỡ mà giống thôi á, thì là mình sẽ sử dụng cái lệnh xoay thứ hai. Đó là cái thước này, nó nằm trong cái bộ công cụ là dùng đó đo và giống. Đấy, tức là đo cái thước ấy. Đó, nó nằm trong bộ công cụ này. Đó là cái lệnh xoay thứ hai. Cái lệnh xoay thứ ba á, là nó kết hợp với cái lệnh mu. Đó, cái lệnh mu. Mu á là thứ nhất là gì? Nó vừa di chuyển này, vừa copy này mà cũng lại vừa xoay nữa. Còn cái lệnh xoay xe mu kia á, là gì? Nó chỉ xoay quanh cái đối tượng mà mình đã chọn. Đó. Còn đối với cái lệnh mà xoay mặc định của xu á thì gì? Là nó xoay quanh cái điểm mà mình đã chọn, tức là mình chọn điểm nào thì nó xoay quanh điểm đó. Đấy. Còn cái đường giống kia thì khoan nó rồi thì mình cũng chọn chỗ nào thì nó cũng xoay quanh chỗ đó thôi. Cho nên là mình phải hiểu được cái mỗi thằng đảm nhiệm một cái chức năng riêng. Rồi mình xem lại ha.